Đúng rồi này rồi. Hey guys. Hello teacher. How are you today? Fine, thank you. Okay. How's the weather at your place? Yes, I can hear you, Đức An, right? Are you talking? Okay, what is the weather in your place? Cold. Okay. In my place, like in Hanoi, yesterday it was super sunny and everything was fine. Everything. I feel warm. Yeah, I think the summer is coming. But today, it's cold. It's already cold outside, and I think it will rain tomorrow. And it's Monday. You know, Monday and rainy. It's a nightmare to me. Okay, I have to go to work tomorrow and fingers crossed, it is not raining tomorrow. Okay. I don't like rain, especially on Monday. Okay, so is there anything special that you want to tell me and everyone? Feel free to say. You can say anything. Can you open your mic? You can still open your mic, right? Các con vẫn được mở mic đúng không? Các con vẫn tự mở được đúng không? Có gì đặc biệt ngày hôm nay mà con muốn nói không? Đức An? Today I want to talk about the weather. Okay. My dad said outside very cold, but cold, and I trust it. But when I wear coat and I go outside, it's very hot. Really? And why? Time was that when you wore a coat? What time was it? I wear it at 5 p.m. 5 p.m.? Yeah. You're in Hanoi, just like me, right? Yes, I'm a high bathroom district. Yes, but when... Yes, I was just outside and it's pretty cold. Like okay. Okay. Cùng thành phố sao chỗ con nóng chỗ cô lạnh nhỉ? Okay, nhưng mà mong ngày mai không mưa nhá. Ngày mai đi làm mà mưa thì buồn lắm. Okay, in the last lesson, I have one homework for you, right? So have you all prepared the homework? I know, okay, there like, I don't think there is one person who posted the homework on our group on Facebook, but you can tell me right now. Tell me about the thing that you like the most in your room or in your house. Okay, right? So this is the last lesson's homework. So do you have anything on hand right now and you can show me and everyone and talk about it? You understand? Hôm trước cô có giao bài tập này đúng không? Mà cô thấy là rất là ít bạn up lên nên là hôm nay cô sẽ hỏi luôn đi. Nếu như mà các con có cái đồ vật đấy ở ngay đây, các con có thể show lên trên camera của mình và nói về nó luôn ngay bây giờ, được không? Đâu rồi, có bạn nào xung phong không? I mute tôi tên này. Ok. Nghe thấy cô đúng không? Bạn nghe thấy cô đúng không? Rồi. Ok, có bạn nào muốn nói về một cái đồ vật nào đó mà con yêu thích không? Ngay bây giờ. Nếu như mà có ngay ở tận tay ấy, thì có thể show lên trên màn hình, show lên trên camera để mọi người đều thấy nhá. Đó gì, cái gì? Rồi, ok, có bạn nào không giơ tay phát nào để cô xem nào. Bạn nào trong lớp muốn nói luôn về, chỉ cần nói vài câu thôi, max là 5 câu. Nó là cái gì này? Nó được làm bằng chất liệu gì, màu gì? Và vì sao con thích nó? Ok, con chẳng tìm thấy cái gì. Nếu không thấy cũng không sao, chỉ cần nói về nó thôi. Ok, bạn nào nào? Tina đúng không? Có hôm nay có bật được mic chưa? Can you open your mic today?
Yes, yes. Okay, hello. So you have that object on hand right yeah, now? Yeah, it's here. It's what is that? Okay, you can talk about it. Every. Okay, so this is a mm-hmm. tool. Yeah, and it is a bear. Yes. And I received it in my birthday. So it was last year, so in May. Yeah, that's my birthday. And yes. when I soft yellow. Okay, it's a pillow, look like a bear's head. You said that you had this for your birthday? Yes. Okay, so how long have you had it? It was for 1 year. A year. Okay, so it was your last birthday. Yes. Okay, it is very soft. I can tell when you squeeze it. Okay, very nice. Thank you, Tina. What a nice present. Okay, who gave you that pillow? That's my mom. Okay, your mom. Okay, very thoughtful. Okay, so anyone else? Có bạn nào nữa không? Đức An con có tìm thấy cái gì đó không? Không tìm thấy cũng không sao nhé, cứ nói thôi. I thought I will reveal about my pen. Your pen? Yes. Your favorite pen? Yes. You have it on hand? Yes, because you have it right I here. I don't see another. I saw a pen and I think I will reveal a pen. You are a reviewer. Okay. Yes. It made from plastic. And it made some plastic. I think it's very, very new because I bought it yesterday. Huh? It is made of plastic and you bought it today? Okay. Yes. So why did you buy random man? I bought it because I'm riding in my motorboat. Okay, so you didn't have any pens on hand at the moment, and then you had to buy another one. Is yes. that it? Okay. And now it is your favorite at the moment. Yeah. Okay. Thank you. How much was it? I bought it $5,000. Okay. Thank you. Okay, anyone else? Phuong. Okay, I see you. Phuong, where are you? Phuong, Kenna. Hello, teacher. Hello. So, okay. What is this that? This is a pencil case. It's kind of close. This is blue, yellow, green, red. Okay. It's it's what? It's can glow. Can glow? It can glow in the dark? Is that what you mean? Oh, okay. So it has a LED light on it. Okay, and you have to switch it on so it can glow up? Yes. Okay. Okay, so is that your favorite pencil case? I like pencil case. Okay, so why do you like it so much? Because it's very beautiful. Okay, so where did you get it? Where did you get that pencil case? Where did you get it? Lý có hỏi là con mua ở đâu? Ờ đúng rồi, con kiếm nó ở đâu? Không, nhưng mà cái này con được tặng mà. Okay, so it is a present? Yes. Okay, very nice. So what do you put
inside the pencil case? Can you show everyone what is that? What is that in there inside the pencil case? Có cái gì bên trong? Có bút, có okay, pen. Okay, and school supplies. Okay, thank you very much. Thank you, Phương, for sharing. Okay, anyone else? Bạn nào muốn nói nữa không? Hôm nay chúng ta có nhiều thời gian lắm. Cô cũng chuẩn bị nhiều quiz lắm. Cứ nói đi các con. Đâu rồi, bạn nào? Một đồ vật gì đó con có ngay bên cạnh cũng được. Đấy, và nói với nó. Bạn nào đây? Dũng à? Dũng muốn nói gì không con? Minh Dũng à? Phải con không? Em chịu. Nói phải nói nhiều ra, chứ con cứ mở mic tẹo lên xong rồi con nói thế là gây ổn nhiều hơn nữa. Nào, bạn nào muốn nói? Jenny? No? I can see you have a very pretty pen. It looks like a rabbit. No? Okay, rồi. Bạn nào muốn nói không? Cơ hội cuối cùng nhá. Rồi sao? Rồi, hôm nay cô sẽ vào bài luôn nha. Ok. Rồi. Mai chúng ta, cô nghĩ là chúng ta sẽ làm bài nghe khá nhiều đấy. Cô phải mở đáp án rồi à? Gì vậy? Ok, chúng ta nghe qua là bài nghe nhá. Thế cô sẽ tắt tạm với con đi một chút nhá. Track 1. Okay, listen to Kate, Jamie and Paul and match the person to their problems, okay? So, I need two people to do this right on the screen, okay, for me. Cô cần hai bạn. Một bạn là dùng mũi tên màu đỏ nhá, một bạn dùng mũi tên màu xanh nhá. Rồi, cô cần hai bạn làm luôn bài này giúp cô. Hai bạn đấy sẽ được viết lên trên bảng ấy. Hiểu ý cô không? Rồi, bạn nào nhở? Bạn nào sử dụng thành thạo Annotate thì cô sẽ gọi ưu tiên. Ok, rồi, từ. Mi một lần thôi để cô xem nào. Nhiều mi quá. Đầu tiên chúng ta có bạn Bình An nhá. Bình An và... chắc có cả hai vạch ở đây đây. Bình An và Jenny. Rồi. Hai bạn đấy nhá. Thì cô sẽ lấy bạn Bình An là màu đỏ và bạn Jenny là màu xanh đi. Cô vừa làm cái gì? Point 30. Conversation 1. Đùa. Rồi bạn Bình An. Bình An màu xanh nhá. Còn bạn Jenny màu đỏ đi. Ok, các con biết là cái chỗ draw ấy, nó có hình mũi tên ấy, để con lấy cái mũi tên này, sau đó con chọn format, chọn màu là được. Ok à? Hỏi chúng ta nghe nhá. Các bạn khác làm rồi đó, câu hỏi nhé. Ok, bắt đầu. Can you come to my party on Saturday, Kate? What time? About 3 o'clock. I'm afraid I can't. I go swimming at 3 on Saturdays. Can I come later? Yes, of course. See you then. Conversation 2. Hi, Jamie. Are you okay? No, not really. There's a football match this afternoon, and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Do you want to come cycling with me instead? Yeah. Okay. Thanks. Conversation 3. Paul, I've got 2 tickets for the concert on Friday. Do you want to come with me? I'd love to, but my dad says I can't go out this weekend. I've got exams next week. What a shame. You can study on Saturday. I know. Tell my dad. Rồi, Jenny biết cái chỗ annotate rồi đúng không con? Nhưng mà nó ở chỗ draw ấy, không phải là chỗ xem hay sao đâu. Nó ở chỗ draw, xong rồi con chọn hình tên đi. Các bạn đang nhắn trong chat là muốn cả màu vàng nữa. Trời đất ơi, màu vàng à? Thế thì cô gọi bạn PC nhá. Có một bạn tên là PC, cô không biết là bạn nào đó, màu vàng nhá.
Kitty là bạn nào đây? Rồi, cho màu vàng. Rồi, xin mời nối. Có chơi lại lần nữa này. Track 1.30. Conversation 1. Can you come to my party on Saturday, Kate? What time? About 3 o'clock. I'm afraid I can't. I go swimming at 3 on Saturdays. Can I come later? Yes, of course. See you then. Conversation 2. Hi, Jamie. Are you okay? No, not really. There's a football match this afternoon, and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Do you want to come cycling with me instead? Yeah. Okay. Thanks. Conversation 3. Paul, I've got 2 tickets for the concert on Friday. Do you want to come with me? I'd love to, but my dad says I can't go out this weekend. I've got exams next week. What a shame. You can study on Saturday. I know. Tell my dad. Rồi, ok. Lát cô sẽ hỏi là vì sao, lý do vì sao và đây là thành vấn đề của các bạn này nha. Không biết các con có nhớ không? Rồi. Đâu bạn PC đâu rồi, bạn PC mi ở trong chat nhưng mà lại chả thấy xuất hiện ở trên này. Rồi, cô thấy là bạn Bình An và bạn Jenny đã làm xong rồi đấy. Ok. Rồi, lại còn đá bóng ở trong này nữa. Cô biết rồi, cô biết PC là máy tính rồi nhưng mà có bạn để tên là PC ấy. Cô không biết gọi tên như nào nữa. Hiểu như cô. Rồi, ok. Để check nha. Rồi, ok. So, Kate's birthday party, Jamie football and Paul concert. Ok, bạn nào nhớ lý do mà bạn Kate không thể tham dự cái birthday party này là gì được không? Có thể nói cho cô được không? Có bạn nào nhớ không? Ờ, bạn Jasmine đúng không? Cô nghĩ là con biết đáp án. À, tại vì con không có nhớ là bạn đó đi đâu, nhưng mà con chỉ biết là bạn Kate đi bận. Đúng rồi, Thế Vinh hộ cô. Đúng rồi, bạn ấy bận đâu đó đấy con ạ. Đúng rồi. Thế Vinh. Rồi, Thế Vinh nói đúng rồi nhưng mà nói được bằng tiếng Anh nhá. Ok, so what is the problem? Cô không nghe tiếng gì bên con rồi, Vinh ạ. Rồi, cái hay thấy rồi. In 3 o'clock. Go to swim. Okay, at 3 o'clock, Kate has to go swimming. Đúng rồi, khi mình nói về giờ thì mình phải dùng at con nhá, không phải là in. Rồi, at 3 o'clock, Jasmine has to go swimming. So, but she can still go to the birthday party just after that. Okay, so she cannot be on time. Okay, tiếp theo chúng ta có Jamie and football. Bạn nào giúp cô? Cao Thanh Lưu, con có biết lý do vì sao bạn Jamie lại có vấn đề gì đấy với trận bóng đá này không? Hello. Cô quên đấy, cho cô nghe lại đi. See you then. See you. Conversation 2. Okay. Nghe lại nè. Hi Jamie. Are you okay? No, not really. There's a football match this afternoon, and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Okay, so what's wrong with Jamie? Okay, Cao Danh Lưu, con có biết đáp án không? Nói cho cô nào. Bạn nào biết nào? Cô gọi lại bạn Jasmine nhá, lần này nói cho cô bằng tiếng Anh nhá. Because Jamie can't, this morning they has a basketball team and she not in that team. Okay, Jamie, he is not in the football team, so he cannot. She was very sad. Okay, and he, J,
Jamie là con trai đấy con. Okay, Jamie is not in the football team, so he cannot participate in the football match. Okay, what a pity. Okay, sau đấy thì bạn của bạn ý rủ đi đâu? Do you want to come cycling with me instead? Yeah. Okay. Thanks. So, what are they going to do after that? Instead of going to the football match? Hồng Ngân. Hồng Ngân, are you there? What are they going to do instead of going to the football match? Không phải là cô rồi. Thôi, bạn Lan bắp luộc đi. They go cycling. Okay, they're going cycling. Okay, thank you. Cô sẽ bật tiếp cái số 3 nhá. Số 3. Các con còn nhớ không nhỉ? Cô không muốn bật lên để cho con, chắc con tự nhớ. Okay, bạn nào nhớ? Bạn nào nhớ nói lôi động cô hay là? Các con có thể nhắn vào chat thì cô sẽ biết là bạn nào đang kiểu active ý. Xong rồi thì cô sẽ biết là cô nên gọi bạn nào. Bạn nào đang tập trung thì cô sẽ gọi nhá. Chứ cô mà cứ gọi bừa thì đợi một lúc không thấy trả lời ấy. Buồn lắm. Ok, bạn Lan gọi lại bạn Lan này. Because he has an exam next week. Ok, he has an exam. Cô nghe thành homework nhỉ? Kiểu lại làm homework nhỉ? Nghe lại xem nào. Conversation 3. Paul, I've got two tickets for the concert on Friday. Do you want to come with me? I'd love to, but my dad says I can't go out this weekend. I've got exams next week. What a shame. You can study on Saturday. I know. Tell my dad. Rồi, trả lời đúng rồi Lan ơi. Cô nghe nhầm thì homework à? Cô nghe nhầm cho phải khác thì sao? Rồi, đúng rồi. Okay, so his dad doesn't want him to go out this weekend because he has an exam next week, right? Okay, he has to stay at home and do some exercises. Okay, very good. Rồi, cảm ơn các con, cảm ơn bạn Bình An và bạn Jenny nha, đã làm bài giúp cô. Của bạn TC là bạn nào? Trời ơi, cô gọi mà không làm bài. Okay, rồi đây là chính là cái transcript mà các con vừa được nghe đấy. Bây giờ nhiệm vụ của con là điền ghép bài câu này vào ba cái chỗ trống, xem là câu nào là câu phù hợp. Câu đầu tiên cô hỏi, những cái câu này mình nói khi nào? I'm afraid I can't. Oh, that's a pity. And what a shame. Khi nào chúng ta sẽ dùng những câu này? Okay. Rồi, bạn nào muốn trả lời? Một lần giơ tay này. Một là kiểu raise hand ở trong Zoom ấy con. Thứ hai là nhắn vào trong chat thì cô cũng biết rồi nhá. Ok, ba câu này đều diễn tả một cái trạng thái phản ứng lại cái gì đó. Đó là cái gì? Ok, bạn nào nhỉ? Nguyễn Vũ Khánh Huyền có trả lời giúp cô được không? Nó đang ở đây nhỉ? Dạ con, cô là... Ok, cô đây. Lan à? Ở đâu bạn nào đang nói nhỉ? Có phải Khánh Huyền đang nói không? Sao cô thấy cái mic nó không được? Rồi, bạn nào đang nói thì cũng nói nhá. Rồi, ba câu này diễn tả có nghĩa là mình sẽ được sử dụng trong những cái tình huống như nào? I'm afraid I can't. Oh, that's a pity. And what a shame. Okay. Rồi, bạn nào? Khánh Huyền. Khánh Huyền con ơi. Are you there? À, bạn PC này. Cô nhìn thấy con này, nhưng mà con không biết để chia sẻ được không? Rồi, bạn nào có thể trả lời giúp cô? Thôi, đợi hơi lâu nhỉ? Tina vậy. Trời ơi. Ok, mình có 3 câu này. Khi nào con sẽ dùng? Cô nói đang nói chung nhá. Khi nào con sẽ dùng những câu như thế này? Nó diễn tả cái thái độ gì của mình?
Con nói gì nhỉ? Cô chưa nghe rõ. Ba cái câu này này, ba cái câu trong hộp ấy. Đáng tiếc đúng không? Thể hiện sự tiếc nuối đúng không? Ừ, đúng rồi. Có thể là mình nhận được một lời mời nào đó mà mình không đi được. Thì mình có thể nói là I'm afraid I can't. Tớ e là tớ không đi được rồi. Và sau đấy thì bạn kia nói là tiếc thế, oh that's a pity. Hoặc là what a shame. Rồi bây giờ cô cần hai bạn. Bạn nào viết ở đây nhỉ? Bạn nào viết ở đây nhỉ? Trời đất ơi. Rồi cô cần hai bạn nhá. Đầu tiên đóng giúp cô bạn A với cả bạn K đây này. Bạn một nhá. Bạn Jasmine, cô chưa cho viết. Sao con lại viết ở trên này? Ok, rồi. Nhưng mà con làm đúng rồi đấy. Huy Trường và Emma. Ok, Huy Trường và Emma nói giúp cô đoạn 1 nhá. Và bạn nào là bạn K thì phải điền luôn nhá. Yeah. Rồi, để cô bật mic, quên. Huy Trường là bạn Emma. Rồi, cô bật mic cho các con rồi. Can you come to my party on Saturday, Kate? What time? About 3 o'clock. Oh, I'm afraid I can't. I will swim at 3 on Saturday. Can I come later? Yes, of course. See you then. Okay, very good. Very good. Đúng rồi. Bạn này chúng ta sẽ điền I'm afraid I can't. Đúng rồi, cậu có thể đến bữa tiệc của tớ vào thứ bảy được không? Mấy giờ? 3 giờ? À, không được rồi. Ok, tớ e là tớ không đi được rồi. Bởi vì sau đấy tớ phải đi bơi đúng không nào? Ok, nhưng mà bạn thì vẫn đến được. Bạn chỉ đến muộn một tí ạ thôi. Rồi, cảm ơn hai con. Cô cần hai bạn nữa. Hai bạn nữa là nào? Bạn nào nhắn tin vào trong chat thì cô biết. Gái đẹp da xanh đây gái. Ôi trời ơi. Nào, gọi bạn nào đây? Diệu Hiền. Diệu Hiền và Hữu Nghĩa. Ok. Con bật mic lên nha. Và bạn Hữu Nghĩa, được chưa? Rồi, bạn nào nói trước cũng được, sau đấy bạn kia nói. Bật mic chưa con? Nghĩa ơi, Hiền ơi. Okay. Rồi, bạn Hiền, cô thấy con bật mic rồi, con nói trước nha. Hi Jamie, are you okay? Nghĩa kìa con. No, I'm not really. There's a football match this afternoon and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Do you want to come cycling with me instead? Yeah, okay, thanks. Okay, giọng bên bạn Nghĩa. Cái loa nghe hay nhỉ, nghe sướng tai nhỉ. Ok rồi, cảm ơn Nghĩa, cảm ơn bạn Hiền. Ok, oh that's a pity. Tiếc quá, thể hiện sự tiếc nuối. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo, đoạn số 3, đoạn cuối cùng. Giúp cô, bạn Cao Danh Lưu, lần này phải gọi rồi. Và bạn Trần Thu Huyền. Bạn nào nói trước cũng được. Huyền nói trước con nhé. Vâng ạ. Paul, I've got 2 tickets for the concert on Friday. Do you want to come with me? Lưu ơi, Cao Danh Lưu. Nói đi con, có thể con bật mic đấy. My dad says I can go out this weekend. I got exam next week. What a shame. You can study on Saturday. Nghe
tiếp tiếp con, xanh đi thôi. Còn câu cuối mà con không đọc nữa là tắt mất mic rồi. Trời đất ơi. Rồi, nốt câu cuối đó cô. Cô nốt cho nhá. I know. Chị có xíu bùi. Yeah. Cô nói nữa cho con. Con. Ok, rồi. What a shame. Tiếc quá. Rồi, ok. Vậy thế thôi. Đấy, nhớ ba câu này dùng khá là nhiều trong văn nói đó con. Nếu con làm về sau mà có nói chuyện với nước ngoài ấy, nếu mà mình muốn thể hiện sự tiếc nuối có thể nói những câu này, hoặc là có thể từ chối người khác qua câu là I'm afraid I can't một cách lịch sự nhé. Rồi, ok, sound. Ok, bây giờ có một bài nghe nho nhỏ cho con. Ok, nhưng mà cô phải share màn hình như này. Thế rồi, không được. Cô nghĩ lại xem nào. Chờ cô tí nhá. Ok. Cô đang bật tiếng, con nó nghe gì không? Cô nghĩ là không nghe được. Ok, chờ cô một tẹo thôi. Lỗi kỹ thuật. Rồi. Rồi bây giờ cô thử share screen này. Các con nhìn thấy hai màn hình luôn đúng không? Ok. Rồi. Mình sẽ cố gắng cho con to lên một tẹo. To đâu, đủ to không? Mong là đủ. Rồi, đây là bài nghe của chúng ta nhé, bởi vì cô không tải được nó về, không tải được CD về, cho nên là cô phải bật như thế này. Ok, đây là bài nghe, đây là một cái talk show. Cái người dẫn chương trình người ta mời một bạn đến và nói về những sản phẩm mà bạn ấy làm. Ok, chúng ta làm bài 5 đầu tiên nhé. Okay, listen and match the prices to the objects. Okay, so we have 3 objects here. Earrings, necklace, and rings, right? So I need someone to tell me how we can say about the prices in this exercise. Các con đã biết đọc cái số, gọi là cái giá tiền này chưa? Cô cần một bạn đọc giúp cô xem là mình sẽ đọc như thế nào. Mình phải biết cách đọc cái đã, rồi sau đấy mình vào bài thì mình mới nghe được cái phần đấy đúng không? Thì mình mới nghe được và mình nối được. Ok, rồi Đức An hộ cô xem là có đọc được giúp cô 3 cái giá tiền này không nào? Bằng tiếng Anh nhá. Người nước ngoài họ sẽ đọc giá tiền như thế nào? Đây là pound còn. Thôi nhưng mà mình không cần quan tâm đến cái đấy. Đọc cho cô số đó. Ok. Ok, rồi cô thấy là con đọc thì số là các đúng rồi nhá, nhưng mà trong tiếng Anh ấy người ta sẽ không đọc chấm ấy đâu. 4.99 đúng không? Người ta đọc là 4.99, 4.99 ấy. 4.99 này. 24.99 và 49.99. Được. Đấy, mình sẽ đọc như thế nhá. Ok, rồi chúng ta sẽ nghe một chút để xem là chúng ta sẽ nối thế nào nhá. Cái này thì lần này cô không chắc. Thôi đừng viết lên màn hình của cô Jasmine rồi. Không, cô lại phải tắt annotate được con. Ok. Rồi, chúng ta nghe này. Selfie wise. Con nghe được không? And this is Shop Till You Drop. The best shopping show on TV. I've got a very special guest today. Martha Blue. Martha is only 13 and she makes beautiful necklaces, rings and earrings. And you can buy them here on Shop Till You Drop today. Hello, Martha. Hi, Alfie. Thank you for having me on your show.
It's great to have you here, Martha. What have you got to show us today? Lots of things. Look at this beautiful necklace. Can you describe it to the people at home? Yes, I can. The necklace is made of gold. Oh, it's beautiful. How much is it? You can buy it for $49.99. And look at these earrings. They're made of silver. And you can buy them for only $24.99. Only $24.99? Fantastic! They're very nice too. They'd be a great present for my wife. Do you have anything else to show us? No, but I'd like to tell you about something new and very exciting. What? Tell us. Well, plastic is in fashion, and I make plastic rings. What are they like? They're big and bright. I make them in red, yellow, and green. Are they expensive? No, they're very cheap. You can buy one for only $4.99. Wow! Well, thank you for coming on the show today, Martha. No problem, Alfie. See you again. Ok. Rồi. Thế là hết bài rồi. Các con nghe được không? Đây có cần nghe một lần nữa không? Cô nghĩ là không cần đâu đúng không? Ok, bạn nào làm giúp cô? Cô cần hai bạn đi, lại màu xanh màu đỏ nhá. Ok, bạn nào làm giúp cô nè. Nối luôn. Nào, bạn nào chưa gọi nhỉ? Cô rất muốn gọi tất cả con đây. Trời ơi, cô rất muốn gọi tất cả con. Ok, bạn Bảo Châu này. Bảo Châu, cô sẽ lấy Bảo Châu là màu đỏ. Xanh đi. Nó tiện. Màu đỏ. Bảo Châu. Rồi, còn màu xanh là bạn, cô cần bạn nữa. Muốn thì mở. Hả? Không được. Mình là lớp chứ không phải ở cái chợ đâu các con. Bạn Jenny đi. À đâu, Jenny vừa làm rồi mà. Thôi, cô sẽ gọi bạn bạn Trường. Bạn Trường nhá. Này. Ok, để cô bật annotate. Ok, enable rồi đấy. Ok rồi, làm hộ cô bài 1. À bài 5, nối lúc cô. Cái nào vào với giá tiền nào? Ok, còn các bạn còn lại cô sẽ hỏi. Sao con làm với? Rồi, đầu tiên cô hỏi bạn. Ủa, thế các bạn khác thì sao? Cô chỉ thấy có một vài bạn, những gương mặt thân quen. Chỉ... các bạn ấy rất là active trong lớp, nhưng mà các bạn khác thì cứ ngồi im ý. Cô không biết là có vấn đề gì không. Rồi, cô hỏi bạn Đào Khánh Linh này. Ok. Ok, how much are the earrings? How much are the earrings? $24.99. Okay, the earrings are $24.99. Okay, thank you. Đúng rồi con ơi. Bùi Mai Mai. Okay, are you there? Mai Mai còn có đấy không? Cô hỏi một chút này. Bật mic nào. Bật được không? Bật được mic không? Cô gọi bạn Đặng Ngọc vậy. Con có đấy không? Đâu rồi, con đâu hết rồi. Ơ, bạn Bảo Châu, có thể viết lên luôn trên này con ơi. Cứ viết đi con, cô gọi con mà đúng không? Con là màu đỏ. Con hãy lấy cái đường kẻ màu đỏ và kẻ lên cho cô xem nào. Ui trời, Minh Châu có ở đây không? Ấy, không phải là trả lời cô. Vũ Thùy Dương, gọi trong cô vọng. Vũ Thùy Dương. Cô buồn lắm. Bạn gái đẹp và da xanh xem nào. Rất rất active ở trong phần chat nha, nhưng mà không giơ tay.
Cao Danh Lưu, con không được viết trên bảng, cô đã cho là 16 đâu. Gái đẹp da xanh. Hello. Đó, không bạn trả lời cô. Hành Linh. Lê Như Ngọc. Gọi lần lượt nhé. Bạn nào trả lời thì trả lời. Lê Như Ngọc, con ở đây không? Rồi, đó đây. Lê Xuân Thị. Linh Giang. Linh Giang. Minh Đức. À đâu? Ai đấy? Ai đấy? Ai ai vừa trả lời cô đấy? Bạn nào đấy? Xin tên phát nào. Minh Giang. À rồi, Minh Giang. Ok, có hỏi chút. Ok, how much are the necklaces? How much are the necklaces? How much is the necklace? Đúng không? Ok, Minh Giang. Con đâu rồi? Giang đúng không? Là Linh Giang của Minh Giang. Ôi, không biết mấy cái con. Trời ơi. Tao có hỏi giá của cái vòng cổ là bao tiền, con nói được giúp cô không? Không á? Không á? Trời ơi, con. Trời ơi. Được rồi. Jasmine á, muốn làm phần annotate á, thì làm đi con, thay thay bạn Bảo Châu nhá. Bảo Châu đâu ấy, cô chẳng biết bạn chạy đâu mất rồi. Bảo Châu còn đấy không? Bật mic đi cô hỏi xem nào. Alo. Oh. Được rồi, ok. Đợi bạn Jasmine, bạn làm xong rồi chúng ta chữa ấy. Lúc nãy cô nói bị lag à? Quy trường mọi người đừng rep cô. Là sao? Là sao hả? Ở trường. Ôi giời, thế này thì không được rồi. Mình phải đoàn kết chứ. Các con lại thế này thì cô chịu nha. Nào Huy trường đâu? Mở mic lên cô hỏi xem nào. Huy trường đâu? Nào bật mic lên cô hỏi này. Đây cô ơi. Sao con nhắn tin như thế ở trong chat? Mọi người đừng rep cô nhá. Thế là sao? Hả con? Không có gì được cô, không có gì hết. Cô rất là thoải mái á, nhưng mà nếu mà con mà như thế này là cô không dạy con nữa đâu thật đấy. Trời ơi. Cô cực kỳ thoải mái luôn, nhưng mà một khi con đã không tương tác với cô thì tất nhiên cô không tương tác lại đúng không? Cô không thể ngồi đó mà mình suốt cả buổi thế được, đúng không? Ok, rồi, chữa đây này. Ok, các con điền đúng rồi. So, the earrings are 24.99. The necklace is 49.99 and the rings are 4.99. Ok, được chưa? Chúng ta sẽ làm tiếp bài tiếp theo. Bài này thì khó hơn một tí ạ. Khó hơn một chút thôi, nhưng không quá nhiều. Được rồi. Ok, cô sẽ mở lại cái recording này cho con nghe là bài 6 nha. Track 5. Hello. I'm phoning to ask about violin lessons. What's your name, please? It's Mrs. Driscoll. That's Driscoll. Thanks. Can I have lessons after school? We finish at 3:30. Okay, that's fine. You can come here at 4:00. Track 6. Good morning. I'm Alfie Wise, and this is Shop Till You Drop, the best shopping show on TV. I've got a very special guest today, Martha Blue. Martha is only 13, and she makes beautiful necklaces, rings,
and earrings. And you can buy them here on Shop Till You Drop today. Hello, Martha. Hi, Alfie. Thank you for having me on your show. It's great to have you here, Martha. What have you got to show us today? Lots of things. Look at this beautiful necklace. Can you describe it to the people at home? Yes, I can. The necklace is made of gold. Oh, it's beautiful. How much is it? You can buy it for $49.99. And look at these earrings. They're made of silver. And you can buy them for only $24.99. Only $24.99? Fantastic! They're very nice too. They'd be a great present for my wife. Do you have anything else to show us? No, but I'd like to tell you about something new and very exciting. What? Tell us. Well, plastic is in fashion, and I make plastic rings. What are they like? They're big and bright. I make them in red, yellow, and green. Are they expensive? No, they're very cheap. You can buy one for only $4.99. Wow! Well, thank you for coming on the show today, Martha. No problem, Alfie. See you again. Okay. Khá là dài đúng không? Nhưng mà cô thấy các cái thông tin này rất là dễ nhớ. Ok, cô sẽ cho các nghe một lần nữa và trong lần nghe này thì cô sẽ mời hai bạn đi. Lại là hai bạn nhé. Ok, hai bạn làm giúp cô bài số 6. Ok, tiếp thẳng đấy nhé. Gọi bạn nào nhỉ? Bạn Emma đi. Emma và bạn có một bạn PC đúng không? Nãy cô chưa gọi được đúng không? Ok, Emma màu đỏ, bạn PC màu xanh nhá. Con khoanh thẳng lên luôn chỗ này. Ok. Nghe lần nữa nha. PC có viết được không này? Viết được hay không được thì bảo cô nhá. Chứ lúc nãy cô gọi con mà con không viết đi. Biết được không con? Đánh vào chat cho cô xem nào. Rồi đây đây, đâu rồi? Không tìm thấy tên luôn. Không thấy tên luôn ý. Ok, Đặng Ngọc con có viết ở trên lên trên bảng không? Ngọc đâu nhỉ? Ôi, trên màn hình cô nhiều tab cực luôn. Ok, con có viết lên trên này không? Thì cô sẽ cho con viết. Mở mic lên nào. Con nghe lác lác. Không có gì nhỉ? Cô gọi bạn Minh Ngọc nhá. Tên con như thế nào nhỉ? Ok, con biết được không? Cô thấy gọi con nhá. Emma màu đỏ và bạn Minh Ngọc màu xanh. Ok, khoanh lên trên này giúp cô. Ok không? Yes, được ạ. Ok con. Emma nhá. Rồi, cô vẫn là con vẫn biết cho cô. Rồi, chúng ta nghe lại một lần nữa. Track 6. Good morning. I'm Alfie Wise. And this is Shop Till You Drop, the best shopping show on TV. I've got a very special guest today, Martha Blue. Martha is only 13 and she makes beautiful necklaces, rings and earrings. And you can buy them here on Shop Till You Drop today. Hello, Martha. Hi, Alfie. Thank you for having me on your show. It's great to have you here, Martha. What have you got to show us today? Lots of things. Look at this beautiful necklace. Can you describe it to the people at home?
Yes, I can. The necklace is made of gold. Oh, it's beautiful. How much is it? You can buy it for $49.99. And look at these earrings. They're made of silver. And you can buy them for only $24.99. Only $24.99? Fantastic! They're very nice too. They'd be a great present for my wife. Do you have anything else to show us? No, but I'd like to tell you about something new and very exciting. What? Tell us. Well, plastic is in fashion, and I make plastic rings. What are they like? They're big and bright. I make them in red, yellow, and green. Are they expensive? No, they're very cheap. You can buy one for only $4.99. Wow! Well, thank you for coming on the show today, Martha. No problem, Alfie. See you again. Okay, there. Jasmine ơi. Con chẳng nghe lời cô gì. Ok. Rồi, cô đã nhận được tất cả các đáp án của bạn Minh Ngọc rồi. Mà chưa thấy bạn Emma viết nhở? Đây, chúng ta lại check xem nhé. Ok. Đúng rồi, ok. Rất là giỏi. Ok, so the name of the show is Shop Till You Drop. Shop Till You Drop là một cách chơi chữ kiểu như là mua sắm đến khi nào ngất rồi đấy, kiểu thế. Shop Till You Drop. Bạn này tên là Martha Blue, là bạn khách mời được mời đến chương trình này. Ok, what is the necklace made of? Vòng cổ làm bằng gì? Bằng là bằng vàng này. Hát khuyên tay là làm bằng gì? Là bằng bạc. Và những cái nhẫn thì như thế nào? Nó rất to và nó rất là sáng. Ok, rồi, chúng ta đã có khá là nhiều thông tin ở trên này rồi. Nhiệm vụ của con bây giờ cũng cần một bạn thôi là nói giúp cô, kể lại giúp cô xem là trong cái buổi phỏng vấn này, trong cái talk show này, những thông tin nào mình cần lưu ý nhá. Đây chẳng hạn là name of the show này, chắc chắn rồi. Là tên của những người xuất hiện trong show này và những cái đồ vật mà được nhắc đến thì được làm bằng gì và tính chất của nó như thế nào, giá cả như thế nào nha. Ok. Rồi, cô chỉ cần một bạn thôi. Sau đó chúng ta sẽ sang quiz, bởi vì cô chuẩn bị quiz chúng ta vẫn phải làm đúng không? Ok, nhanh con ơi. Cô cần bạn nào nói cho cô chứ? Bạn nào? Ok, cô gọi hai bạn, cô sẽ gọi cho nhiều bạn thế nhỉ? Bình An, cô gọi Bình An. Bình An. Ok, gọi. Nói luôn. Name of the shop till you. Thổi vang đi con. Vang vậy. Nghe như kiểu mic karaoke ấy. Cô bật thử lại nha, nếu mà vẫn vang thì thôi cô hẹn con buổi sau nhá, hoặc là lát nữa nhá, nếu mà nó ổn hơn nhá. Nhưng mà nó vang thế thì không nghe được. Nào Bình An nói lại cho cô nghe xem nào. Name of the show Shop Till You Drop. Đúng. Name of the billboard Martha Blue. Rồi. Không, cái này thì con phải có một cái gọi là cái cách để mình tổng hợp lại thông tin và truyền đạt nó cho đến mọi người cơ, chứ không phải là liệt kê đâu. Nào, bạn nào làm giúp cô nào. Rồi, cảm ơn Bình An, cô mời bạn khác nhá. Nghe xem là bạn làm như nào nhá. Bạn nào làm được nhở? Tina vậy. Ok con. Okay, how about the price of
the things that Martha Blue makes. What that mean? The price is, the rings cost £4.99. The earrings cost £24.99. The necklace cost £49.99. Ok, rồi cô cảm ơn. Cô cần một bạn nữa rồi. Chia là thấy cũng khá là tốt, nhưng mà ý của cô là nó cái, coi như là mình là người kể lại cái show này đi. Chẳng hạn như là đây là TV show tên là Shop Till You Drop. Người dẫn chương trình là Alfie White và khách là Martha Blue. Thì bạn này, bạn ấy làm ra được một số sản phẩm như là earrings, necklace và rings. Earrings được làm bằng gì, có giá như thế này. Necklace được làm bằng gì, giá như thế này. Và rings làm bằng gì, giá như thế này. Có hiểu không? Đấy, mình tổng hợp cái thông tin mà mình tiếp nhận được ý. Và làm cho nó gọn gàng. Sau đó thì mình truyền đạt cho mọi người, đúng không? Rồi, cô cần một bạn nhé. Một bạn cuối cùng, sau đấy chúng ta sẽ sang quiz Đức An nhá. Đức An đâu rồi? Rồi, con ơi. Rồi, nói cho cô. The earring thing price of $24.99 and is made from, it is made from, I think it's made of silver. Huh? The ring is very cheap. It's the cheapest from the tree. It's made of plastic and it cost you $4.99. And the last thing is the rings. That thing is a necklace. It is it's more expensive. It's $14.99. It and is made of gold. Ok, rồi, cô cảm ơn, đúng rồi. Đấy, rồi. Mà cô vẫn cần, lúc đấy nếu mà con nói thêm được là cái tên chương trình này là gì và có nhân vật nào ấy thì tốt nữa. Rồi, ok, bài hôm nay như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang quiz. Chắc chắn là phải có quiz rồi. Buổi sau chúng ta sẽ ôn lại về thì quá khứ đơn, cho nên là cô đã tìm một vài bài liên quan đến quá khứ đơn trên Blue Kit. Chưa biết trời nào đâu, nhưng mà chúng ta cứ chơi nhá. Ok, bài này đúng không nhỉ? Đúng rồi. Post xem nào. Cũng chưa biết trời nào đâu. Thử nhé. Đấy, biết ngay. Hôm trước làm cái crypto hack này kiểu ngồi siêu lâu ấy, ngồi hết giờ không làm xong. Ok, cô sẽ chọn lần lượt đi. Mỗi hôm chúng ta sẽ chơi một trò, không chọn, chơi lần lượt, thử xem. Ok, time này, 7 phút à? Mình không có nhiều như vậy đâu, 5 phút thôi. Now let's joining. Đào muộn không được. Show instruction. Use random names. Tự điền tên. Allow student account. Rồi, host nào. The game ends after the set time has passed. Có nghĩa chúng ta chỉ có 5 phút thôi. Vào muộn không được tính nữa nhé. Ok. Ok. Lần này thì chúng ta sẽ vào bằng đường link cô gửi ở trong. Rồi, vào thôi. Nếu bạn nào mà không có máy tính thì vào bằng Nookit. com/play và nhập game ID này nhá. Chat đi con ơi. Rồi. Start nha. 9 giờ mất rồi.
nhạc nghe như là phim hình sự vậy. Lớp mình hôm nay có 50 bạn cô. Không nhỉ? Ôi à, bắt đầu đây. Một mười nhá. Phải nhắn lên đây cho cô được không? Cô đến start thì này. Đang vào mà nó kiểu lốt lâu quá ấy. Con không vào được à? Nha, sao con không vào được? Con tưởng vào bằng máy tính nào. À, bằng điện thoại, máy tính. Máy tính bảng. Được không? Ừ, thế cô cũng chịu. Không biết làm nào. Hình như ngày trước con cũng không vào được đúng không? Cô cho con lại link. Đây cô gửi link đây làm gì? Bạn nào cứ nhắn linh tinh ở trên này ấy nhở? Nhắn linh tinh cô bảo thầy Vương kích con ra ấy. Linh. À, còn bạn nào nữa không nào? Rồi 40 người rồi, thế cô bắt đầu nhá. Các con vào bằng máy gì vậy? Nó lại không vào được nhỉ? Thôi nhá. Rồi vào muộn là được không, không tính nữa đâu. Thế cô bắt đầu đây. Thôi Tina xem các bạn chơi nhá. Buổi sau cô cho con chơi quizzes thì mình sẽ chơi được. Gold from others. Đang chơi chưa vậy? Cái này cô không nhìn được, không biết. Các bạn không vào được chơi group kit thì nhỏ buồn ấy. Okay, so we have Tino. No, now we have another one in the first place. Rồi, Thiên Hương Lê là ai? Sau 7 phút mà bạn nào có nhiều vàng nhất là bạn sẽ thắng. Trò này chả biết hoa treo chơi như nào ấy.
Okay, Thu Huyền in the first place. Emma now. Okay, so the positions are switching like continuously. Rồi. Các bạn không vàng thế này. Không có vàng luôn. Thành Linh. Trời này không biết là bạn nào sẽ đứng thứ nhất ấy. Oh no. Thiên Hương Lê Pha Kê nữa đây. Rồi. Nghe nhạc này cũng buồn ngủ quá. Có thể cướp vàng của nhau đúng không? Nhiều vàng thế. Ok, biết cô sẽ phải dừng trò này ở đây đây. Lâu rồi. Hè nha. À, cho một phút nữa vậy. ba mươi giây cuối cùng. Rất xin lỗi các bạn nào mà không vào được trò này, phải ngồi nhìn các bạn khác chơi. Nếu mà còn thời gian, cô vẫn còn một cái quiz gì nữa. Okay, final standing. Oh, bạn Thu Huyền được thứ nhất nè. Okay, Thu Huyền in the first place, second place, Abiu. Okay, and third place, đừng như thế. Rồi, okay, xem nào. Bật trò này, chơi thì vui thật đấy, nhưng mà chẳng biết là bạn nào thật sự là trả lời đúng nhiều ấy. Kiểu nó chỉ dựa vào vàng thôi các con. Okay, Thu Huyền. 48 là sao nhỉ?
không biết được detail. Màu xanh là sao? Màu xanh là đúng à? Màu xanh là đúng, làm đúng nhiều. Còn màu đỏ là làm sai đúng không? Ok. So, Emma làm đúng thế này mà chắc bị cướp vàng rồi. Nhờ. Ok. Như này chả biết là bạn nào làm đúng, bạn nào làm sai. Ok, còn muốn chơi quiz gì đâu? Muốn chơi quiz gì không các con? Muộn rồi đấy. Rất rất muộn rồi. Có ạ. À. Có ạ. À. Thế à, lần này chúng ta sẽ chơi ấy thôi. Đi nhanh rồi. Không khoe được. Có không khoe được. Ok. Vào đi các con. Vào đi, vèo đi, vèo đi. Không nhắn vào chat nữa nha. Không nhắn vào chat nữa. Không nhắn vào chat nữa. Vào link thôi. Vào chưa? Vào nhé. Chơi đâu? Ờ, cô biết là cũng hơi muộn rồi nhưng mà có một vài bạn không chơi được ấy. Thế chứ? Cô thấy cô đã có lần chơi Bookit rồi và thấy nó rất mất rất nhiều thời gian nói cùng mình không biết là bài câu nào để mà chữa ấy. Nó mất thời gian. Mà mình thì đâu có nhiều thời gian đâu. Không chơi nữa được không cô? Không chơi nữa thì con có thể ao phòng và làm nốt bài tập của con rồi đi ngủ với mai đi học. Còn bạn nào có thể chơi được thì cứ ở lại. Bị cướp vàng. Cô biết. Ờ. Các bạn khác vẫn có thể vào lại. Cô start nhé. Start luôn nhé. Các con vẫn có thể vào tiếp được ấy. Ok, thế nào. Tao làm luôn. Minh Nga vào được chưa con? Minh Ngọc vào được chưa? Ok. Cô sẽ cho next slide luôn. Rồi luôn. Đọc kỹ đề bài nhá. Phải bạn không trả lời này. Ok, and hôm nay cô sẽ cho con chơi demo vậy thôi. Xong ta sẽ chơi full cái bài này nhé. Bây giờ là 9 giờ 16 phút rồi. Ok. Rồi để xem nào. Rồi ok mới chơi được một chút thôi. Buổi sau cô sẽ cho chơi full đấy, buổi nó khá là dài. Nhiều câu hỏi lắm. Ok. Rồi, buổi sau chúng ta sẽ chơi tiếp cái đấy nhá.
Thế là mình không có đủ thời gian nữa rồi. Ok chưa các con? Rồi, đây nhá, cô bảo là lần sau cứ chơi quiz gì thôi, chơi block it mất thời gian á. Mà những bạn nào mà trả lời đúng nhiều câu ấy, mà mình cướp vàng ấy, thì cũng bị đứng ở dưới kết của ấy. Đấy, nó không được công bằng lắm, theo cô là như thế. Rồi, ok. Rồi, rồi sau chúng ta sẽ chơi tiếp, à học tiếp và sau đấy chơi nhé. Ok. Rồi, goodbye. See you next week. Bye, cô. Goodbye. Goodbye. Con chào cô. Cô chào bye. Các con. Nhớ ôm thầy á nha. Ôm thi. Goodbye. Ôm thi. Thiên áp lực nhưng mà bye cô. Bye các con. Bye cô. Áp lực chuẩn bị lên tới đầu.